thầy sư kiếp tường giang ý phương chư Phật hiền toàn thân nam mô hương dân cái bồ tát nam mô hương nam mô hương dân cái bồ tát nam mô đại bi hội thượng Phật bồ tát nam mô thượng văn bồ tát nam mô đại bi hội thượng Phật bồ Rê gia bà rồi đế thơ an ra gia bồ đề tăng đó bà gia ma tăng đó bà gia ma ca rô ni ca gia và về giờ đang ra ra tỏa ra mô ta kia làng đó hãy mong a rê gia bà rồi đế thất phận ra lăng đà bà quan đề rê ma bằng đa sa đế tăng bà tha đâu du bằng a thì dừng tạm bà tăng đa na ma bà già đa địa tăng bà rỗ ê rô ca đê ca ra đê di rê ma bồ đề tăng đo tăng ma tăng bà ma ra ma đê đà dừng câu rô câu rô yên mong đô rô đô rô phà xà gia đê ma ta ma ra ya ya ra ya ra ma ma phạt ma ra mô đề lệ ye tăng a tăng a ra pha la vang ra sa ya ô ro ro ma ra ô ro ro e re ta ra tăng re to ro to ro bồ đề ya bồ đề ya đây re ya ra ra cẩn trì na ba dạ ma na ta ba tất à dạ ta ba ma ta ba tăng ra vô nghe thức ba ra dạ ta ba na ra cẩn trì ta ba ma ra na ra ta ba tăng ra tăng a mùng ma tăng ra dạ ta ba dạ kiếp ra tất à dạ ta ba tất cả dạ ta bà na ra cẩn trì ta bà ba bà rồi thắng yết ra dạ ta bà nam mô ăn ra đang na ra ra dạ dạ nam mô a di đà bà rồi đê dạ ta bà thân điện đô mang ra ra ban ra dạ ta bà thất điện đô ta bà điện đồ mang ra ra bạn ra dạ ta bà ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ tại bồ tát hành thâm mang ra thời chi kiên uẩn giai không độ nhân thiết khổ anh xa lệ tử sanh bất gì không còn từ thì sanh thọ tương hành tương di phụng như thị xa lệ tử chữ pháp cầu thương bất sanh bất diệt bất cao bất tịnh bất tăng bất giảm do thân do thọ tưởng hành thân do nhãn nghi thị thiệt thân ý do sắc thanh hương vị song pháp do nhãn giới này chỉ do ý thân giới do minh tận hải chi do lão tử diệt do lão tử tận do khổ tâm diệt đạo do trí diệt do đắc dĩ do sa ra cô bồ đề tát đó ê mật đa khổ tâm do ái ngại do ai ngày có do vô cùng vô diễn lị điên đảo mộng tưởng cô các la niết bàn tham thế chư phật y bát nhã ba la mật đa khổ đắc đa đầu cô đề ba nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thượng chú thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhân thiết có chân thiệt bất hư ba la mật đa chư thần thiết chú diệt đệ đệ ba la
Bồ Đề Ta Bà Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Đi Đô Bà Tỳ Di Đi Đa Tất Nam Bà Tỳ Lan Đế A Di Đi Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Đi Gia Gia Na Di Đa Ca Lệ Ta Bà Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già A Di Đà Đô La Tê A Di Đà Đa Tất Đà Ma Tê A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Đà Đa Già Di Đà Già Già Na Di Đà Ca Lệ Ta Ba Nam Mô A Di Đà Ba Già Đa Ta Già Đa Già Đa Diệt Già Tha A Di Đà Đô La Tê Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đế Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Đà Già Già Na Di Đà Ca Lệ Ta Bà Di Đà Phật Thân Kim Sắc Tương Hảo Quang Minh Vô Đẳng Luân Bạch Hào Viên Duyên Ngũ Thủ Di Thần Tơ Đại Hải Quang Trung Qua Phật Vô Số Ương Quá Bồ Tát Chúng Diệt Vô Biên Tư Thập Bát Nguyện Độ Chúng Sanh Đang Bỉ Ngạn Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Hương Hồn Cụ Bà Huỳnh Thị Nhất Pháp Danh Diệu Bảo Nam Mô Nam Mô A Di Đà Phật 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 Nam Mô Nam Mô A Di Đà Phật 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 Nam Mô Nam Mô A Di Đà Phật 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 Nam Mô Đà Phật Nam Mô A Di 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 Đà Phật Nam Mô Đà Phật Nam Mô A Di 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 Đà Phật Nam Mô Nam Mô A Di Đà Phật 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 Nam Mô Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Quốc Hồng Trần Xoay Dần Qua Ngán Kiếp Phù Sanh Tổ Tạng Mấy Lâm Hồi Người Đời Có Biết Chăng Hôi
làm cho buồn ba thế đi. Hôm qua còn đó bữa nay đâu rồi, khi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thêm thêm như chòi cây khô, khi nào vô lực giang hồ. Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài, khi nào lửa dắt trong cài, bây giờ gửi xác ra ngoài gò hoa, khi nào trao ngọc chuốc vàng, bây giờ một năm sương tàn lạnh tân, khi nào mắt để mày thân, bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu, khi nào lên các xuống lầu, bây giờ một năm có sầu xanh xanh, khi nào liệt liệt quăng quăng, bây giờ một trận tan thành gió mưa, khi nào ngựa lao ta xe lừa, bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng, khi nào ra trướng vào màn, bây giờ nhà cửa sớm làng cách xa, khi nào mẹ mẹ cha cha, bây giờ bóng núi khuất xa muôn trùng, khi nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn, khi nào cháu cháu con, bây giờ hai ngã nước non xa vời, khi nào cốt nhục vẹn mười, bây giờ lai nhằn tươi vui gì, khi nào bạn hữu xuân dày, bây giờ chén rượu cổ kỳ văn thiêu, cái thân như tất cả bóng chiều, như chùm bọn nước phạm mã phiêu ngoài khơi xưa ông. Đời tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu sang, mà đến bậc công hầu giàu mà đến bậc bấy lâu thật sung mà nghèo mà đôi các lạnh lùng, khổ mà tông trái gia phong trần ai, phù vô sớm tối một mai, giàu sang cũng thác xa sai cũng giống, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển trần nhiều nói gây go, mau mau nhẹ gót qua đò sông mê, sự đời nên chán nên chê, tầm nơi giải thoát mà về nơi khôn, hương hồn ơi hỡi hương hồn, cuộc đời nay biển mai còn tình chưa, tỉnh rồi một giấc say xưa, sẽ sinh niệm Phật mà đưa hồn về, hồn về cực lạc nước kia cho xa hàng.
Ma. Nhờ ơn Đức Phật Di Đà phóng ra một ngọn chói lòa hào quang, dẫn rõ ràng giấc hồn ra khỏi sáu đàn nghiên nhân. Quan Âm Bồ Tát vui mừng tay cầm nhẫn liễu, tay bưng kim đài với cùng thế chi các ngài cũng điều khiến thịnh lên ngay xuyên vàng. Có bảo cây, có tràng phan, có mùi hương lạ, có đàn ngọc say, có trời ca cõi truy tây, có đàn có trống rước đi một đường tây phương, có thất bảo, có hương ngũ phần lưu ly, có đất sáng ngần ma ni, có nước trong ngần chảy quanh thất trần, có bãi lớp thành bãi hàng cây bao bãi dành lưới châu, có ngân ca, có kim lầu, có chim nói phát chim màu dễ nghe, nghe rồi tỏ đạo bồ đề, bao nhiêu nghĩ chướng hồn mê dứt liền, đã sanh về chính phẩm sen, mây tay cũng sải, mây duyên cũng tròn, Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi, lộ giang đài bao thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu, không ăn không quán không sầu, không già không chết có đau luân hồi, tánh xưa nay đã có rồi, gương xưa nay đã lao chùi trần ngô, tu hành phải đợi kiếp vô, nguồn tình biển ai đã khô bao giờ, thiền cơ mà điện trí huệ để lờ đi đâu, mấy lời hộ niệm trước sau, nguyện cho thành Phật mau mau nữa mà ra khỏi ta bà, từ bi tiếp đó những là chung sanh phúng kinh cầu siêu công đức thù thắng hạnh vô biên, phò nguyện pháp giới chư chúng sanh tâm giảng vô lượng quang và xá nguyện tiêu, nguyện đa tri huệ chứng minh liệu vô nguyện thời chương Phật tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo nguyện sanh, cụ phẩm liên hoa di phù màu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thôi Bồ Tát di bạn lữ nguyện dĩ thử công đức, ngã đang giữ chúng sanh dày công thành Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Na Dần Đạo Sư Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh Tam Bảo Chứng Minh Quay Thần Hộ Niệm Bồ Tát Tinh Văn Phạm Dương Đế Thức Tử Thiên Dương Trung Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Dương
nhất thiết thiện thần quảng giáng đạo tràng chứng minh công đức kim thời đại tử đạo tràng Phật tử chùa Quang Long cuốn đối Phật tiền giả sư cư tại ấp hai xã Tân Bình huyện Bắc Tân Nguyên tỉnh Bình Dương phung tụng tôn kinh nguyện đem công đức phước báo cầu diệu hương linh phụ bà Quỳnh Thị Nhất thọ tam quy pháp danh diệu bảo nhất vị chấn hồn nguyên mạng sanh nhâm thân niên hưởng thượng thọ trần thế bát thập bát tuế giảng ư kỷ hội niên lạp hoạt sơ thất nhật mạng thời ta thế nhi chung cặp ma phụ tiếng hương lịch phan dân thân hưởng dương mà sao tuổi quá giảng ngày 29 tháng 10 năm kỷ hội cặp kỳ tiên đẳng đẳng chư tiên linh cũ huyền thất tổ lịch đại tôn thân nội ngoại tiên linh cặp những dòng linh quan gia trái chỗ phản phất bụi bờ nhờ đường phố lãng giảng nơi đây tỏa ngự nơi này thừa tư tam bảo lực thính pháp văn kinh thoát thoát vô minh tạo đăng tỉnh canh hiện tiền cầu an gia đình hiếu nam nguyện bảo quốc nguyện minh tiên hiếu nữ nguyễn thị em nguyễn thị liên nghĩa tế phạm minh kha nhân tức nguyễn thị ngọc bích lê kim mai nội tôn nguyễn bảo thường long nguyễn thị hải triều nguyễn ngọc quỳnh anh nguyễn ngọc minh anh ngoại tôn phạm ma sĩ luân phạm hồng lĩnh phạm ma hồng mà thay ngoại tôn tức nguyễn thị thùy linh lại thị phương thảo trần thị phương tôn tây trần trung nhất tằng tôn phạm nhật huy phạm ngọc bảo châu phạm nhật minh phạm hồng bảo ngân trần nguyễn minh quân nguyện toàn gia dương quyên nam nữ đại tiểu đẳng gia môn được hân thạnh quyến thuộc tăng phước hoàng viên sở nguyện tị tạm các tường như ý nguyện âm siêu dương thạnh hải hà thanh pháp giới chúng sanh tề thành phật đạo nam mô a di đà phật tự quy phật đương nguyện chúng sanh thế giới đại đạo phát vô thượng tâm tự quy pháp đương nguyện chúng sanh trí huệ như hải tự quy tăng đương nguyện chúng sanh thông lý đại chúng nhờ thiết vô ngại kính văn di mãn hồi ngày linh tiền nam mô a di đà phật linh an tự ta bồ tát linh an tự ta linh an tự ta bồ tát ma linh tấn nhập linh tiền con thảo cháu hiền lễ thành tất ư